Thiên Hào Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Thiên Hào Audio sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong những ổ cắm chia hàng đầu hiện nay đến từ hãng Nodot, đó chính là ổ cắm QB8 thế hệ 2 hay còn gọi là Mark 2. Quý vị và các bạn đang quan sát ổ cắm chia chất lượng rất cao này. Nó được làm hoàn toàn rất là chắc chắn bằng nhôm và đã được cải tiến đến thế hệ 2. Ngoài ra trong buổi hôm nay thì chúng ta sẽ còn hai thiết bị rất là thú vị nữa. Đây chính là gọi là cục lọc điện di động có tên mã là QV2 và QK1. Ổ cắm này là ổ cắm chuẩn, cái đầu mà phích cắm nguồn này đưa vào là đầu 15A, và nó còn có phiên bản là 20A nữa. Chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái thiết bị này. Ổ cắm Nodot QB có mạch đầu mát hình sao, tức là tạo ra một điểm mát chính tham chiếu cho hệ thống nhằm để tránh hiện tượng là ground loop. Trên ổ cắm QB có một vị trí được ghi rõ là primary earth đây, được dành cho thiết bị nhạy cảm nhất với mát là preamply field, tức là với cái đường cắm dành cho gọi là dề hay là preamply field là quý vị các bạn sẽ cắm vào cái đường có tên là primary earth. Quý vị các bạn cần phải lưu ý khi mà chúng ta kết nối nhiều thiết bị lên trên cái ổ cắm chia này là đường pre sẽ cắm vào cái đường có chữ primary earth, và phải có ít nhất một thiết bị phải cắm vào vị trí này để có mát tham chiếu cho hệ thống, nhưng không được là âm ly mono block. Vì vậy mà chúng ta sẽ có thể cắm các cái âm ly khác, nhưng mà phải cắm, nếu chúng ta dùng dề bao thì chúng ta không được cắm bao vào cái đường có cái tên là primary earth này, mà chúng ta sẽ cắm đường dành cho dề âm ly tiền khuếch đại, và bao chúng ta sẽ cắm vào cái đường bên cạnh. Cái vị trí thứ hai cần quan tâm là vị trí có cái chữ QB8. Đây quý vị các bạn hãy nhìn cái chữ QB8 này, hoặc là chữ QB4 nếu mà chúng ta dùng cái bộ QB4, nó sẽ có 4 đường cắm ra thôi. Thì cái đường mà có chữ QB8 này thường được dành cho âm ly stereo hoặc các thiết bị khác cũng có thể cắm được ở vị trí này, nhưng không được là mono block. Tức là chúng ta sẽ cắm, ví dụ chúng ta dùng dề bao thì dề chúng ta cắm ở đây, và cái phần âm ly stereo, âm ly hai kênh thì chúng ta cắm vào đường này, và nếu mono block thì chúng ta sẽ cắm vào các cái hai cái đường ở chỗ khác ở phía bên cạnh này. Đó, để chúng ta cũng đã nắm được cơ bản là dề cắm ở đây, và nếu mà bao hai kênh thì cắm ở đây, hoặc là âm ly hai kênh thì cắm ở đây, còn nếu mono block thì chúng ta sẽ cắm sang cái đường ở phía bên cạnh. Ngoài ra ổ cắm QB còn có thêm một chân nối mát riêng rẽ. Chúng ta sẽ nhìn vào phía chân nối mát này, màu xanh, ở ngay phía gần với cái đầu phích cắm nguồn vào. Chúng ta sẽ dùng cái đường chân nối mát này với cái quy co như là clip lần trước mình đã giới thiệu. Có một cái đường màu xanh là đường nối mát tổng, chúng ta sẽ cắm vào đó. Đây là chân nối mát riêng rẽ bên ngoài để có thể tăng cường tiếp xúc mát cho các thiết bị. Để nối mát tăng cường này, quý vị sẽ dùng cái dây, có thể dùng dây quy co wire, hoặc là dùng với cái cục nối mát và xả nhiễu điện quy co. Ngoài ra là hãng đã cung cấp cho chúng ta cái manual hướng dẫn rất là kỹ. Chúng ta hãy nhớ là phải cắm theo đúng như thế này để đạt được cái hiệu suất tối đa của thiết bị. Đây, đường có chữ primary earth thì chúng ta cắm preamp này. Đường QB8 thì chúng ta sẽ cắm là âm ly công suất, nhưng quý vị các bạn phải nhớ đây là âm ly công suất hai kênh. Còn nếu mono block thì chúng ta sẽ cắm vào những cái đường ở phía bên cạnh. Và ngoài ra đầu CD này, hay là turner này, hay là phono state này, hay là các cái đường khác thì chúng ta sẽ cắm vào những cái đường ở quanh đây. Cắm tùy với các đường quanh đây. Đó, mono block thì chúng ta phải tránh cắm hai đường này, chúng ta phải cắm ở đường ngoài. Ngoài ra thì đến một thiết bị tiếp theo là cục lọc di động QV2 và QK1. Vậy nó có cái tác dụng như thế nào? Đây là những thiết bị xử lý nhiễu chủ động dùng mạch điện tử, có thể xử lý sóng hài và nhiễu RFI hay là MI.
mạch xử lý nhiễu của QX2, QX4 và QV2 sử dụng chip đọc tần số dòng điện và so sánh với tần số mẫu 50Hz hoặc là 60Hz, sinh ra những xung ngược chiều với tất cả những tần số ngoài 50Hz với 60Hz. Ngoài ra thì nó đều được xem là nhiễu, tức là ngoài cái 50Hz với 60Hz, và nó sẽ sinh ra cái những cái xung ngược chiều với những cái tần số ngoài 50Hz, 60Hz đó để nhằm làm triệt tiêu nhiễu. Cái QX2 có hai thành phần xử lý nhiễu, QX4 thì có 4 thành phần xử lý nhiễu. Và QV2 thì làm việc tương tự. QV2 đây. Nó làm việc tương tự nhưng ở cấp độ thì nó sẽ kém hơn so với QX2 và QX4. Còn cái QK1 là mạch thụ động bổ sung cho QV2 nhằm tăng khả năng xử lý nhiễu. Vì vậy chúng ta khi mà đã quyết định sử dụng thì chúng ta nên mua một combo là QV2 và QK1 để nó bổ sung cho nhau. Trong đó QV2 sẽ là chính và QK1 sẽ là bổ sung thêm cái tác dụng cho QV2 khi cắm ở trong một cái ổ cắm như thế này. Vậy cách cắm như thế nào thì ở đây hãng cũng đã có gợi ý cho chúng ta về cái cách cắm. Đây, trong đó nhá, hãng ghi là QV2 này là cái thiết bị sẽ làm triệt tiêu nhiễu thụ động, và cái QK1 này là cái tăng cường, enhancer là cái tăng cường cho QV2. Quý vị nên mua hai cái thiết bị này đi kèm với nhau. Và theo như sơ đồ của hãng cắm ở đây thì có thể thấy là QV2 sẽ được dùng để cắm đầu nguồn. Đây chúng ta có QV2 này, chúng ta sẽ cắm vào cái đường phích đầu nguồn đây. Tất nhiên là quý vị các bạn có thể không cần phải sử dụng đến hai cái cục cắm như thế này. Nếu mà chúng ta có quá nhiều thiết bị thì chúng ta phải ưu tiên cho những thiết bị để có thể cắm hết được vào cái phần ổ chia 8 này. Nhưng mà nếu như chúng ta không dùng hết thì chúng ta nên mua thêm QV2 và QK1 để có thể tăng cường được cái khả năng xử lý nhiễu và lọc. Chúng ta sẽ cắm QV2 vào phần đầu nguồn theo đúng như là hãng khuyến cáo. Ngoài ra đây, có thể quan sát hình nhỏ là nếu chưa dùng hết chúng ta sẽ cắm tiếp QV2 vào cái đường ghi chữ QB8 và đường bên cạnh này. Đấy là nếu mà chúng ta có điều kiện để chúng ta sở hữu nhiều hơn những cái bộ lọc di động như thế này và chúng ta không dùng hết thì chúng ta sẽ cắm như vậy. Còn trong trường hợp tối thiểu, mình khuyên là nên sử dụng QV2 và QK1 đi kèm với nhau. Và QV2 chúng ta sẽ cắm ở phần đầu nguồn vào, và phần cuối thì chúng ta sẽ cắm QK1. Đó. Như vậy là sẽ đạt được hiệu quả là tối ưu. Và chúng ta sẽ có thể cắm CD này, rồi tuner, rồi âm ly. Ví dụ chúng ta có một cái âm ly tích hợp thôi, chúng ta sẽ cắm ở đây. Chúng ta có âm ly pre-âm ly phase, chúng ta sẽ cắm ở đây. Đây. Và giá của mỗi cục lọc này, cục QV2 sẽ có mức giá là 8.400.000 đồng. Và cục QK1 sẽ có mức giá là 6 triệu đồng. Và cả cái QB8 MK2 sẽ có giá là 38.400.000. Và mình đã giới thiệu đến cho quý vị và các bạn biết được công dụng của ổ cắm chia QB8 MK2 đến từ thương hiệu Nodot của Hoa Kỳ, và những cái gọi là cục lọc điện di động rất là hay, rất ấn tượng, cũng đến từ Nodot. Tất cả sản phẩm đều được sản xuất tại Hoa Kỳ với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Kính mời quý vị các bạn chúng ta hãy ghé qua Thiên Hà Audio để có thể sắm những cái thiết bị phụ kiện phù hợp nhất với bộ dàn của mình và nhận được sự tư vấn từ những nhân viên kỹ thuật ở nơi đây. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.